Ok, chúng ta chơi luôn. Chapter 8. Roos, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Save you. Roos, you're breaking up. Do you read me? Ta này bị nhiễu sóng á. Chopper. Damn it. So much for that. Đến cái đoạn game ở cái phần mà kia là nó cũng bị nhiễu sóng. Nên là không biết tiếng bình thường như nhỉ? Không biết tiếng bình thường chưa? Từ để mình điều chỉnh. Hay là mục tiêu hôm nay là mình sẽ hoàn thiện cái phần mà castle đấy. Cái lần trước là mình đi ra cái chỗ mà nó quây nước. Nhưng mà cái section mà cái buồng mà có nhiều nước đấy là nó không dài bằng cái phần trước ấy. Mình cảm thấy là cái phần trước nó dài hơn ấy. À đâu, cái chỗ này là quay lại. Mình có mất máu nhỉ? Vẫn tương đối là ổn đấy. Chỗ này nó có gì không? Nó cá đấy. Úi xồi ôi, cá to. Héo có chỗ. Mẹ mày săn cá. Đây là có con nữa. Chỗ này săn bé nè đi. Mình không biết là mình còn giữ cái bow này tầm bao lâu nữa. Về tầm này là cái bắn của nó không được mạnh lắm ấy. Phần lớn là chúng ta chỉ để chúng ta dọn mấy con lẻ ra đỡ tốn đạn này. Cái lực bắn của nó bây giờ nó không được kinh như phần trước. Ui mẹ mày đạn nhiều. Có mặc noom này. Ôi chị. Nhưng mà mình vẫn đợi cái súng nó xịn hơn. Mình vẫn không muốn nâng cấp cái mặc noom lắm. Cái phần này là cái mặc noom này đạn rất là đắt. Em vừa nhớ xong. Thằng này có cái gì? Chúng ta có gì đây? Chúng ta có body ammo. Cái đắt thế. 18.000 này. Cái này là mua mới sao nhỉ? Đắt thật đấy. Cái tiền này có thể để và thu nắp bao nhiêu thứ. Cái riot gun này mình lên sau đến 9.6 rồi. Cái damage của nó rất là ngon luôn. Nên là về cơ bản là ở cái cự ly gần là đôi khi là gần như là chúng ta có thể one shot được cái mấy con zombie nhỉ. Mình đang đợi cho cái nâng cấp mới ấy. Thunder Key này. Mình đang không biết là mình nên mua cái giáp không. Vậy thì chúng ta mình sẽ lên cái riot gun này. 9.6 này cũng rất là mạnh rồi này. Nên là mình có tham khảo lại một số cái nâng cấp đặc biệt của cái shotgun. Trên đấy là cái khẩu shotgun lúc đầu chúng ta lấy ở cái chỗ làng ấy. Là cái khẩu shotgun có lực bắn mạnh nhất ấy. Nếu mà chúng ta là nâng cấp max ấy. Và cái này là nó cũng sẽ có cái special là 1.5 này. Nó không giống như cái bản 1 lắm. Nên là ở cái phần này là tất cả cái vũ khí này nó 3 lần hơn rất là nhiều ấy. Con này mình nâng cấp con mẹ hết rồi. Ok, chúng ta nên mua cái giáp này nhỉ. Cái giáp này hình như là cái vấn đề của nó là sửa đắt đấy nào. 18.000 này. Cái first spray này ở phần này là tận 10.000 luôn. Hình như là cái bản hardcore này là cái gì nó đắt hơn gấp đôi. So với cái bản standard kia là nó chỉ một thì cái này là nó sẽ giá nó gấp đôi sao ấy. Nên là cái này rất là đắt luôn ấy. Nè mình muốn là lấy cái exclusive update ticket upgrade ticket này. Này cũng có thể là mình sẽ nhắm để mình lấy mình nâng cấp cái khẩu Red Knight của mình ấy. Bởi vì cái Red Knight của chúng ta damage chúng ta sẽ nhân được 1.5 ấy. Nên là về cơ bản là nó sẽ giống như kiểu như một cái khẩu
Khẩu khẩu kiểu nó gọi là mini sniper ấy. Nên là một đam của nó bắn nó rất là đau, nó sẽ tầm là 4 đam ấy. 4 đam cho một viên đạn lục là rất là mạnh luôn, rất là to ấy. Trong khi là cái rifle này của chúng ta là chỉ có chưa được 4 đam này. Nên là nếu mà nâng cấp được kia là bắn rất là mạnh luôn. Cái đoạn này ở phần standard mình lại chơi qua cái đoạn này một tí rồi, nên là cái đoạn này là một cái đoạn cũng căng này. Nên là mình muốn thử lại cái phần standard là nó dễ, nó như nào, trên thế là nó dễ hơn cái phần hardcore rất là nhiều luôn. Cùng một cái địa điểm thì quái nó đẻ ra nhiều hơn ấy. Và đam của nó như mỏng hơn là phần này. Nên là cái bọn này là nó thờ cái con này rất là kinh. Kiểu nó mọc cái gì đầu ra này. Kiểu cái bọn này là kiểu Parasite. Nhưng mà nếu mình nghĩ là nếu mà các bạn đã chơi để thưởng thức cái game này là lần đầu tiên, chắc mình nghĩ là nên chơi cái phần standard ấy. Bởi vì chơi hardcore thì nhiều khi có một số cái trường đoạn của nó là cái damage của bọn này nó to quá ấy. Chơi nó không được vui lắm, nó cứ chơi đi chơi lại ấy, mẹ. Nhiều khi nó thổi mình cái mẹ mất bao bao máu luôn. Cái này là phải nhảy qua cái chỗ này này. Đấy. Vào dọ cái chỗ. Cái phần kia là nó không có phần này đoạn này nữa. Có gì không? Mình có nhiều cái bao liệu này. Thôi chết rồi, mình quên mất mình không bán con cá này. Mẹ tốn chỗ thế. Cái chỗ này là căng phết đây này, mẹ không phải gì đâu. The void of Petislin drill in the flame. You sell and lie and pass review. Nên là hãy để cái ngọn lửa đỏ ở đúng chỗ thì cái con đường chính nghĩa sẽ được soi sáng. Nên là rõ ràng chúng ta sẽ cần một cái đèn lồng rồi. Nên là mấy con Parasite này nó rất là mạnh, rất là trâu ấy. Nên là chúng ta phải giết cái thằng đạo sĩ kia. Bởi vì nó sẽ spam ra mấy con này ấy. Rất là phiền. Nên là chúng ta phải lên chúng ta xuyên thằng kia trước. Xuyên thằng đạo sĩ trước. Nó ngay trên này rồi này. Nhưng mà đi đường này lên trên. Đây này, có con rời đây. Này, này, tao cho mày chết. Surprise, bitch! Đây là giết mấy em gái mẹ. Chúng ta đã giết mấy em gái mẹ. Không có khả năng phòng vệ. Mẹ em gái Robin. Thế này nó đứng ngay đây này. Mình phải vào mình xiên nó phát. Nó có cái option là thả đèn giống cái này. Giật giật cái giật cái dây đèn này rồi. Thì nó giết hai con Parasite này này. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải giết thằng kia để cho nó không biến mấy con này. Này trên này nó có mấy cái thằng bắn nỏ rất khó chịu. Hàng này. Mình quên mất cái nút chạy mẹ này. Ô chém. Này đang đứng ngay đây luôn. Mình không biết là mình có nên nên ném flash để nó choáng.
Mẹ nó chạy rồi con chó này. Oh fuck. Ôi, ê ê. Thank you. Ê. Con chó nó chạy đâu rồi? Đây này. Mẹ. Ui. Quá, không chết. À! Đây nữa này. Get the fuck. Nó quay mình người ta. Xin chúc mừng bạn. Quay đi. Thầy cướp trâu như con chó ấy. Ôi ê. Fuck you. Ôi, không đá được nó, mẹ cha đâu nhá. Ôi thật mẹ mày giáp. Ok, mình sẽ chơi con cá này. Hơi phí tiền. Cá này bán được nhiều tiền phết rồi. Ơ sao bọn đi đâu rồi nhỉ? Mẹ dọa ta. Ui nó ngay sau này. Ơ sao nó không chúi. Bọn này trâu thế nhỉ, mẹ cha đấy. Mình đang định ngồi xuống rồi nhưng mà vẫn bị tóm. Mẹ cái bọn chó ấy. Mình đang đợi đông đông vào. Fuck you. Nên là mẹ mày tưởng tượng như cả cái lũ ấy nó biến thành mấy con parasite trên đầu ấy thì cái là chúng ta sẽ phải mất bao nhiêu thời gian này, bao nhiêu đạn để chúng ta bắn nó ấy. Cái bọn này nó cũng rất là trâu luôn. Hình như hết rồi. Mất mẹ mày tí ammo. Mình đang nghĩ là có khi mình tắt mẹ cái quick turn này đi này. Nghĩa mình tạo ra mình tắt cái quick turn này. Mình không quen cái quick turn này lắm. Nó lại cùng là cái nút chạy ấy. Nên là tương đối là phiền. Nên là đôi khi chúng ta bấm giữ cái nút để chạy thì nó xoay con mẹ ngược lại. Shotgun mình bây giờ dí bắn rất là mạnh luôn. Xem xung quanh có gì lút không. Nó không cho mình đạn nữa. Ôi dồi ôi. Cái phần này mẹ mày. Nó cho kiểu như là nó chỉ cho đạn để đủ dùng thôi ấy. Nên là nó rất là khác cái phần 1 kia mẹ. Phần Caressi 41 kia nhưng mà có nghĩa đạn nó bao giờ nó dư dư ra cũng một ít đấy. Hơi cũng nhiều phết đấy, không phải. Nhưng cái phần này là nói mình cảm thấy là nó chỉ cho để đủ dùng thôi đấy. Nên là lúc nào trong tình trạng kiểu đói đạn mẹ. Bắn bằng ngu ngu tí là mẹ ăn vỡ mồm ngay. Hình như là hết rồi sao. Chỗ em nói chỉ có mấy cái đoạn để mình ăn đạn ấy. Trong trường hợp là chúng ta thiếu đạn. Để quay lại đi. Lúc đấy mà không có flash của kia thì chắc là nó sơi thịt.
Thằng này mình phải có Ashley. Won't open. Có cái cửa này quay lại này. Ok, mình sẽ quay lại mình nhớ đi. Vội gì nhỉ? Cho đi. Mới là sửa cái giá này bao tiền. Ui, con dao mình đã sắp hỏng con mẹ rồi á. Ui, đánh nhau tí sửa 3.000 vãi lìn. Hình như cái phần này sửa giá nó đắt hơn thế nào ấy. Hình như đắt hơn cái phần standard thế nào ấy. Ui, đánh nhau tí 3.000 mẹ mày chưa ăn được bao tiền lắm. Nhưng cái giá này rất là đắt luôn ấy. Tiền kiếm chứ chả được mấy mẹ mày hỏng giáp luôn. Tham một bản đồ á, full Resident Evil á. Full từ cái bản đến 6 thôi, đến bản 6 mình có rồi mà. À không, bản 7, bản 8 mình không có. Nhưng mà mình có chơi mấy đó. Bản 7, bản 8 mình chả chơi. Mày cái góc nhìn người thứ nhất chơi chả thích. Chơi Resident Evil về góc nhìn người thứ ba quen rồi. Bây giờ mấy cái bản mới cái Resident Evil nó cứ góc nhìn người thứ nhất kiểu là outlast ấy. Mình chơi chả thích gì cả, mình thích góc nhìn người thứ ba này. Nhìn nhân vật nó kiểu đẹp trai ấy, thích. Còn kia là nói nhiều ở nhà. Thực tế quá ấy. Góc nhìn người thứ nhất ấy. Đôi khi mình không thích nào. Ví dụ như cái Resident Evil 4 này mà để góc nhìn người thứ nhất chơi chán ấy à? Bởi vì nhìn có thằng kiểu là trai đẹp như này. mà chả biết mẹ mày chơi góc nhìn người thứ nhất không biết anh này đẹp trai không. Còn cái phần 7 là cái thằng kiểu là Ethan ấy. Nói chung là tôi cũng chả biết mặt ông ấy là như nào. Phần hardcore này là khó đấy, mẹ không phải gì đâu. Right. Phần hardcore này mà chơi là cũng vỡ mặt đấy. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting. Bây giờ là gặp với con này. You don't seem surprised. Con này mình chả nhớ phần 2 này là như nào nhỉ? Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. Bỏ gái đi, theo em. Walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Ở cái phần trước là Aidan, mình gặp nó ở cái đoạn khác sao? Hình như ở trong cái chỗ garden ấy. Chứ nó không ở cái chỗ đoạn này. Nhưng mà cái Aidan này hình như cái phần này là nó làm lại sao nhỉ? Nhìn nó có khác gì phần 2 không nhỉ? Mình cảm thấy nó khác sao nhỉ? Mình chơi phần 2 lâu quá mình chẳng nhớ lắm. Nhưng mà Aida phần này nhìn trông tàu hơn nhỉ? Còn cái phần kia là nói tiếng Anh rất là sỏi rồi. Mà ở đây là kiểu Ada phần này là kiểu là nhìn tàu hơn và cũng kiểu giọng tàu hơn. Kiểu là cái này không phải là kiểu không tốt nhưng mà là nó kiểu như nó thực tế hơn nhỉ. Còn cái phần 1 thì giống kiểu như là Mỹ hơn ấy. Không phải là tàu.
Nhưng mà Ada phần này cũng xinh. Nhưng mà không thể mà căng được như em Ashley phần này. Em Ashley phần này kiểu là nâng cấp khủng khiếp luôn đấy. Từ cái nhân vật trông rất là bình thường mẹ lên nhân vật kiểu rất là mẫu. Kiểu chat. Chat phải đàn. Tiếng game to hơn á? Tiếng game to hơn là sao? Chưa đủ to á? Cái này bạn phải tự tăng thôi chứ làm sao mình biết là tăng to hay không to. Cái này là nó ảnh hưởng đến cái tai nghe của mình sao? Hello. Hello 1 2 3 4. Mình không biết là nó to chưa. Nhưng mà mình không để 100% được. Mình để headphone để 100% to lắm. Thế là bạn thấy bé hay to? To hay bé? To hay bé? Đợi mình. Đúng rồi. Thế để xem. Đây, bây giờ chỉnh lại rồi. Xem nhá. Nếu mà vẫn bé thì bảo mình. Chắc là từ giờ không bé đâu. Chắc là trừ 4 là bình thường, game bình thường được. Nhưng game này thì nó to, to à, nó bé quá. Ơ, cái của mình nó lại bé với con mẹ nè. Bro. Này là cái khiên đúng không? Kiếm này. Nhưng cần cái khiên vuông ra. Đây này. Sẽ đổi ra đây. Kiếm đây là cái mũ á. Hình như cái này nó mất nó sẽ là cái lục giác. Đây là cái này này. Ôi sao cái mic này khó chịu quá. Fuck you. Giáp khiên. Ô được luôn này. Nên là mình chỉ nghĩ là chắc là tiếng nó to hơn đấy. Thử không? To không? Chắc mình nghĩ là đủ. Bây giờ mình lại nhỏ mẹ. Bro. To chưa? All right. Need to find Ashley. Mình ăn chuột này, mình săn chuột. Không có cái quét săn chuột. Illuminators. Here's a signal echo to the mountain. Rock become the grave. And the castle will crumble. Behold the crimson shade of the night sky. The river in tainted blood. Befoul the sea. Sacrifice your life and blood on your enemy. Atone for your ancient sin. Giống kiểu như là hồi xưa là cái lâu đài làm vì nó tan nát. Nên là cái bọn giáo hội đến nó ấy, nó bảo là kiểu như là bọn giáo hội đến nó là gây tầm ảnh hưởng cho của cái thằng chủ lâu đài này, là cái thằng Salazar ra phải không nhỉ? Có tiếng gì đấy, mình đang không biết là mình có nên đúc thêm cái bâu không nhỉ? Bỏ mẹ cái gì đấy. Ôi. Vừa nhìn đi tí lại này.
Bật nó tung đầu luôn. Small key. Thôi thử mình quay lại luôn. Đằng kia có cái ngăn kéo mà. Vấn đề là nó đạn ít thế, mẹ cho tí đạn. Brand Brass Pocket Watch. Nên là có cái gì loot không? Hmm.